Hello, chào tất cả các bạn. Chào bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách bypass những cái máy iCloud mà bị vướng màn hình nhạc tí như thế này nhé các bạn. Từ iOS 14.7.1 trở xuống. Rồi ok, thì trên tay mình là con iPhone 5S nha. Hôm nay mình mới nhận của khách này. Nó bị khóa iCloud nhé các bạn, quên iCloud. Trừ các bạn bypass chỉ có sử dụng được như là xem phim lên mạng, Facebook, YouTube các thứ thôi nhá. Chứ không nghe gọi được nha. Rồi ok. Thì đây, mình kích hoạt để vướng iCloud nhé. Thì đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái USB này để tạo file check gen ra bách máy mới bypass được nha các bạn. Ai mà biết cái này rồi thì các bạn có thể bỏ qua. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ tải cho mình hai cái file, đó là file bypass và file tạo check gen để ra bách. Rồi ok, thì đây 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 nha bạn, link thì mình có để hết ở dưới phần mô tả của video của mình nha, nên là bạn có thể tải về đây. Đây là cái file để tạo check gen này các bạn. Các bạn tải về giúp mình. Rồi các bạn mở lên. Rồi ở đây thì các bạn sẽ chọn cái phần mềm đây, mình kéo lại. Các bạn sẽ chọn cái phần mềm Jeffood 3.14 giúp mình này. Các bạn mở lên. Rồi tiếp theo thì các bạn ở đây nó sẽ hiện máy của bạn bao nhiêu GB ở đây nhá. À, USB của bạn bao nhiêu GB ở đây, hiện ở đây. Tiếp theo các bạn sẽ chọn Select này. Ở đây các bạn sẽ chọn cái file giúp mình. Rồi các bạn ấn Start. Thì bây giờ các bạn chờ nhá. Các bạn chờ cho nó chạy đầy cái cây này thì nó sẽ tạo cái USB để ra bách xong nha các bạn. Thì các bạn nào mới tới kênh của mình thì hãy cho mình một like và một đăng ký để mình lấy động lực mình làm nhiều video hơn, mình chia sẻ cho các bạn nhé. Rồi bây giờ các bạn chỉ chờ thôi. Cái này nó chạy cũng khá là nhanh thôi, tầm khoảng 50 giây tới phút thì nó sẽ xong thôi các bạn. Các bạn chờ thôi, chờ một tí là xong rồi. Mình sẽ làm chi tiết cho các bạn nhé. Rồi ok, bao nhiêu này là xong rồi các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ tắt đi. Đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ khởi động lại máy tính giúp mình này. Các bạn reset lại này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ vào menu boot nhá. Các bạn phải biết máy của bạn là boot bằng phím mấy nhá. Của mình là phím ECT này. Này của các bạn là phím mấy thì các bạn phải biết nhá. Mới boot được nhá các bạn. À ESC này của mình này. Mình chỉ ấn vào đây là tự động nó vào menu boot thôi nhá các bạn. Đây. Tiếp theo thì giờ chúng phải chọn phần USB driver này. Rồi tiếp theo chọn USB tiếp này. Thì máy này là của mình là Win 10 nhé các bạn. Mỗi máy mỗi khác nhau luôn. Cái phần boot này các bạn tự tìm hiểu nhá. Rồi xong thì tự động nó sẽ lên cái bảng check gen thôi. Như này ok này. Rồi chọn USB tiếp này. Rồi bây giờ thì tự động nó sẽ vào chế độ check gen để mình tiến hành mình ra bách nhé các bạn. Rabbit con 5S này thì nó hơi khác một tí. Các bạn cứ xem kỹ từng bước mình làm nhé. Thế thế hay thì hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình. Rồi các bạn chờ nhá. Rồi đây thì nó lên cái menu như này thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm máy vào này. Rồi ở đây thì các bạn sẽ di chuyển cái phím này sang giúp mình này. Start giúp mình nha. Đây, cái 5S này thì các bạn ra bách các bạn phải mồi, nên là các bạn cứ xem kỹ giúp mình, nếu không thì các bạn sẽ không ra bách được đâu. Toàn từ cái dòng 6 trở lên thì ra bách nó dễ hơn là 5S. Rồi đây, vào chế độ recovery rồi này. Tiếp theo ấn Start này. Các bạn giữ volume cộng với lại phím Home. Cho về chế độ DFU nhá. Các bạn cứ nhìn trên màn hình các bạn làm theo thôi. Cho nó vào chế độ DFU để nó ra bách nhé các bạn. Rồi ok này các bạn. Rồi tới đây thì các bạn chờ nhá. Tại giờ 5S này nó ra bách hơi lâu. Các bạn chờ cho cái thanh trắng trắng ở giữa cho nó qua qua nửa cái màn hình đi nhá các bạn. Đây các bạn cứ chờ. Rồi ok, cái thanh này này các bạn, đấy nó qua nửa cái màn hình rồi này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ rút cáp ra, các bạn cắm lại giúp mình nhá. Đây là mồi nhá các bạn. Đấy, rút ra cắm lại này. Tự động nó sẽ boot được nhá. Những cái dòng iPhone 6 trở lên thì không cần mồi đâu các bạn ạ. Ra bách cái là xong thôi. Còn những cái dòng 5S này nó hơi khó một tí. Rồi chờ cho nó ra bách, nó báo ALL done là ok. Thì các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại ở bên dưới phần bình luận giúp mình nha.
Có câu hỏi gì thì các bạn cứ để lại ở dưới phần bình luận cho mình. Rồi, báo ALL đôn như này, ok này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình khởi động máy tính lên để mình bypass nhé các bạn. Alt Control cộng Alt cộng Delete này. Rồi, để cho máy nó khởi động lên mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn cho các bạn cách AD Series và bypass là xong thôi. Đây, khi máy khởi động lên thì tiếp theo các bạn sẽ vào phần cái file bypass này các bạn tải về các bạn mở lên giúp mình. Tí là mình có để link hết ở dưới phần mô tả cho các bạn nhá. Đây các bạn mở này. Cái tool này thì của FRP file thôi. Rồi, các bạn chờ tí cho nó nhận thông tin nhá. Đây, những cái máy nào mà ra batch thành công thì nó mới hiện sáng mấy cái này lên nhá. Còn chưa ra batch được là nó sẽ không hiện đâu các bạn. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ vào Google giúp mình. Các bạn mở cái Google lên giúp mình nhá. Rồi ok thì các bạn mở Google lên. Tiếp theo thì các bạn gõ theo mình nhá. Đây các bạn gõ giúp mình là FRP. Thì cái link này mình có để dưới phần mô tả cho các bạn ấn chỉ cần click vào thôi nhá. Còn không thì các bạn có thể gõ trên này cũng được. Các bạn chỉ chọn FRP rồi các bạn nó sẽ hiện lên này các bạn. FRP ring fee này, đấy. Thì mình có để cái link này ở dưới phần mô tả để cho các bạn ấn vào thôi, khỏi phải mất công các bạn gõ trên này nhá. Rồi ok thì các bạn nhìn này. Cái dòng ring series này các bạn ấn vào. Rồi các bạn rời xuống giúp mình. Đây, các bạn rời xuống này. Rồi xuống dưới thì nó sẽ có chữ ring. Đây. Click vào này, đấy các bạn ấn vào. Thì bây giờ các bạn sẽ chờ 30 giây nhá. Đấy, thì 30 giây quảng cáo nhé các bạn. Rồi, ok thì các bạn mà chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Ai mà chưa chia sẻ thì các bạn chia sẻ để ủng hộ mình. Để mình lấy động lực mình làm nhiều video hơn mình chia sẻ cho các bạn. Tại mình chia sẻ này thì hoàn toàn là miễn phí thôi nên là các bạn nhớ xem hết video để ủng hộ mình nhá. Rồi ok, đây, khi hết 30 giây này thì nó sẽ hiện cái bảng ring fee này các bạn. Đấy. Các bạn chỉ việc nhập series vào đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ quay lại cái tool FRP giúp mình này. Đây. Các bạn ấn vào chỗ series này. Các bạn ấn vào thì tự động nó sẽ copy cái series này các bạn. Đấy ok. Xong các lại đây các bạn chỉ cần bát vào thôi. Các bạn ấn Ctrl C này. Rồi các bạn ấn submit giúp mình. Rồi, nó báo như này là AD series thành công nhé các bạn. Các bạn phải AD series như này thì mới bypass được, bypass mới fit tắt nguồn các thứ được nhá. Rồi xong các bạn chỉ việc ấn vào bypass hello thôi. Như này các bạn chờ khoảng 3 phút thôi các bạn. Thì mình cũng tua nhanh cái đoạn này tại vì nó bài bát hơi lâu nên là chờ mình tua nhanh để đỡ mất thời gian xem video của bạn cái đoạn này nhá. Thì các bạn cứ chờ tới 100% là ok thì mình sẽ cắt bớt cái khúc mà nó chạy chạy đi, mình tua tới khúc thành công thôi nhá. Đấy, không có, nó hơi bị lâu tại vì cái này bài bát khoảng nó chạy khoảng 3 phút thôi các bạn nên là khá là lâu. Đây chạy hơn một nửa này. Rồi ok thì khi nào nó báo successful như thế này là ok này các bạn. Rồi bây giờ các bạn chỉ việc tắt đi và các bạn test thôi. Như này là ok nhé các bạn. Các bạn có thắc mắc thì các bạn cứ để lại câu hỏi ở bên dưới giúp mình nha. Mình cũng xin phép dừng cái video này tại đây nha. Ai mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để ủng hộ mình. Rồi chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.